nó lớn như vậy, cái mỏ nó đỏ chói rồi cô chú anh chị. Cái hoa văn nó khác nữa, cái mỏ nó đỏ chói đỏ trơ nè. Đây là bánh cấp lớn. Còn đây lớn nhất là 15 kg á. 15 16 kg á. Bữa nay để anh em ăn bánh hỏi cô chú anh chị. Và mỗi người là được hai lon nước. Cá thu đường con và bánh hỏi được một lon, là hai lon. Dạ, giờ mấy anh em tập trung kéo thúng và kéo neo chạy của chú anh chị. Dạ, sẵn bữa Ốc xin mời cả nhà, xin mời cô chú anh chị em ăn bánh hỏi cùng Ốc và anh em đồng thúng luôn. Dạ giờ đã bánh nước đồ non nê hết rồi cả nhà, ngon lành hết rồi ạ. À, tờ im gió mát nữa, mấy anh em câu rất là lý tưởng luôn. Mật tờ lên quá đẹp luôn cả nhà, đẹp ghê luôn, như là một trái cầu lửa, như là một trái cầu lửa ở dưới biển mà nó nhô lên vậy cô chú anh chị, rất là đẹp luôn. Dạ Ốc xin mến chào ngày mới cả nhà. Ốc chúc cả nhà ngày mới được vui vẻ và an lành. Dạ giờ Ốc sửa soạn câu. Giờ có chiếc tàu tàu đây tàu dầu đó, nó chạy qua rất là đẹp luôn cả nhà. Tàu lớn, tàu chạy sát ghi luôn. Hai con mồi đầu tiên của ngày mới. Dạ cầu mong sao bữa nay được may mắn kiếm gạo. Mỗi ngày nước nó chảy mở xăng của chú anh chị, nước nó chảy hơn mạnh hơn bữa ngày hôm qua ngày hôm kia vậy á. Một chú ở đây, chú ở đây xíu eo. Wow, đó hở bánh cấp chưa, bánh cấp. Lấy một bỏ một. Bỏ một nè. Lấy một nè. Chảy quá làm một câu à. Hàng dập lớn chứ. Hàng dập lớn chứ. Ú mà. Cá dập mấy bữa giờ Ốc để hai bữa cá dập ăn. Cô chú anh chị cá dập đây nè, đây gọi là cá dập nè nha. Ốc để hai bữa cá dập ăn nó rất là ngon luôn cả nhà. Ốc nói thiệt không phải quảng cáo á. Ốc ăn hai bữa cá dập chiên á, chiên làm mắm mua rau sống ăn. Thịt nó ngọt mà nó béo. Mà nói trước là nó hơi tanh nha. Mà ăn nó béo nhưng mà cá tanh là thường thường ta nói những con cá rạng cá tanh là nó có chất á. Có chất hơn là những con cá nở.
nhưng mà nó ngược lại là nó tanh. Hang dợp lớn. Con cá thu ngày hôm qua nó ngó gì mà nó nặng ký rồi cả nhà, do nó mang trứng á, nó mang một bụng trứng luôn à, hàng chi nó nặng ký một độ cỡ 9 kg, nếu mà để thêm thì chắc cỡ 9 kg rưỡi rồi vậy, ai nhà được 10 kg 4. Ký tư bữa nay được con 10 ký rưỡi đó, lớn nè, uống nù luôn. Hốt ly chấm tò hở. Bữa nay im đứng gió luôn, nắng nóng ghê luôn.
bỏ xuống là ăn, bỏ xuống là ăn là cô chú anh chị, mà quan trọng là cá nhỏ hay là cá lớn rồi. Chứ bỏ xuống là ăn liền luôn à. Ăn cỏ nhỏ nhỏ. Đánh cấp cô chú anh chị, đánh cấp trà vá. Nó khi nó lớn lên như vậy nè là mình biết rõ luôn, nó không có lộn với cò hổ. Nó lớn như vậy cái mỏ nó đỏ chói rồi cô chú anh chị, cái hồ quăng nó khác nữa, cái mỏ nó đỏ chói đỏ trơ nè. Đây là bánh cấp lớn, nó mà lớn lên cỡ đó là nó khác à, nó khác hơn cò hổ nhiều. Còn nó còn nhỏ 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 lưới lưới giống tàu hổ là nó giống nhờ xém. Cá tàu hổ giờ chuẩn bị, mấy anh em chuẩn bị sửa soạn rồi nhảy xuống lặn á cô chú anh chị, mang đầu hao vô rồi nhảy xuống lặn, lặn sò á, lặn đây lặn rê nha, xác ghi ột gì cho lát nữa mấy ông rê lên thấu tên kia rồi lên tên rạn cao mấy ông chạy xuống lại đó, chuẩn bị nhảy nè. Đó chuẩn bị nhảy cô chú anh chị.
nhảy chùm chùm xuống lặn dưới đó giỏi ghê. Lặn đây phải có kỹ năng à nha, chứ không là nó nhức lỗ tai, không có người ra máu mũi, ra máu miệng à cô chú anh chị à. Chứ phải đơn giản đâu, phải có kỹ năng mấy ông biết cái cách đó, rồi mấy ông xì lỗ tai ra sau đó rồi nó không có bị ép nhức tai. Có người ép nhức tai ra máu luôn. Ra máu mũi luôn à cô chú anh chị. Mấy ông cũng thảo ăn không? Mấy ông nói có thúng không? Bỏ cái thúng qua cho mấy ông cho mớ sò. Ồn nó không có lấy không? Anh cái vợt nhỏ. Ở lặn đầy vợt rồi kéo lên rồi bỏ vợt khác xuống. Ghê đây chắc ở Liên Hương quá. Chuẩn bị đeo cái nịt chì vô, ở cái nịt chì đó, nịt chì rồi cô chú anh chị, nịt vô cho mình đi rồi dưới đó cho nó dễ dàng, chứ không có cái nịt chì là nó nở mình lên á. Đó, chuẩn bị vô chì vô rồi chuẩn bị nhảy nè. Rồi vô chuẩn bị đeo gương vô nhảy. Nghề nào cũng ven nghề nấy à, nghề nào cũng mưu sinh kiếm sống hết cả nha. Nghề biển có nhiều vất vả. Chuẩn bị cái anh áo trắng anh nhảy nè. Bây giờ rồi vô. Nhảy. Ồ đúng không? Ọt nhường đây lại cho mấy ống lặn hay ọt chạy chỗ khác câu chứ. Xác bên kia. Xác bên kia về lặn gì sao câu. Cái là chỗ đây nó thiệt ra là cá nó cũng hết ăn rồi, sẵn chạy luôn. Ọt bỏ khỏi cái chỗ ốc ra hết luôn cô chú anh chị. Tức là ọt dời đi xa luôn. Nãy bỏ chiếc ghi lặn đó, tới cái lặn neo sát ghi rồi ọt chạy luôn. Xuống cái vùng đây coi câu làm sao đây. Coi là cái gì đây. Ô tò hỏ nữa. Ô thửng nữa. Đủ kiểu luôn. Mong manh luôn. Có cá thửng nữa chứ. Gió mát mát rồi, khỉ ghê luôn. Hai chú cá dập, chú dập lớn, chú dập lỡ. Chú có dập lớn. Rai nhờ pha với cũ. Rai
rồi 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 rồi. Lớn ha. Động lớn, động lớn ha. Đúng không? Dạ, vật gì? Ồ, động, động lớn. Mời nhậu của chúng chị, mời nhậu. Ngày hôm qua cũng được một con, bữa nay cũng được một con. Bữa trước cũng được một con. Cuối cùng của ngày hôm nay cô chú anh chị, cô thử hai con mồi cuối cùng đây có được con nào không? Rồi xong, có được cũng cuốn câu mà không được cũng cuốn câu, hết giờ câu luôn cô chú anh chị. 12 giờ lẻ mấy phút rồi, con đẳng. Rồi, chạy hết con bạch tuộc luôn rồi. Trời ơi, mắc hết lông bi rồi cả nhà. Bò ra luôn không? Bò ra nó chung vô cái lỗ đây không? Lỗ nữa. Nó bò hay không cả nhà? Nó bò nó chung hay không? Hồi nãy ông thấy nó nằm im ru rồi chứ.
Sao bò nó hay vậy ta? Dạ bữa nay cũng kiếm gạo được cô chú anh chị. Bữa nay cũng kiếm gạo được. Sửa sàng lại là đổ cái mớ cá kia vô luôn cho nó tư. Dưới này còn hòn đá. Đó. À còn. Trời ơi sớm xét. Còn đây cô chú anh chị. Còn à, tưởng nó bò ra chứ. Ủa nó sao nằm im ru đâu mà sao đâu vậy ta? Số lượng cá bữa nay kiếm gạo được nhưng mà bán chắc không bằng tiền ngày hôm qua không? Ngày hôm qua ụt câu được nhờ được ít ký cá đỏng. Rồi hồi sáng nay bé lên chợ bán được, bé lên bến bán nó có giá hơn là rỡ mua. Bán được 600 ngàn nữa cô chú anh chị. Kia nọ ngày qua ông được 1,2 triệu sao á. Thì bữa nay ít cá đỏng. Cá đỏng ít à, ít xỉn à. Nhờ cả dợp cái đồ. Nói chung là bữa nay cá nhỏ nhỏ nhiều. Đó. Rồi xong. Giờ ông đẩy nắp thùng lại rồi chạy đi vớt thúng của chú anh chị. Kiếm chỗ nào để cái hộp màu vô. Ồ cá lớn cả nha. Vua mười mấy ký á, 14 ký á tợ. 45 ký á vua. 14, 15 ký á cô chú anh chị à. Chén đuôi nữa nè. Ồ máu bự được rồi sao tư công luôn á. Ồ. Con này nằm giá không phải tên 14 ký cô chú anh chị. Bỏng hầm luôn sang sang, bỏng hầm sẵn tay bỏng hầm luôn. Nằm giá phải 14 ký tới lên á. Cái chén đuôi nó chà bá luôn mà. Được không? Tháng này là nó thường ăn sách đây nè, sách chỗ nãy em sách đã cướp nó luôn. Ô 15 kg bỏ không luôn chứ 14 vậy. 15 kg á cô chú anh chị. Tiếp tục một con nữa cô chú anh chị. Vì bữa nay được 2 con. Bữa nay được 2 lon. Cá lớn không à. Ồ con này, con này chục ký bỏ không á. Ồ con này phải chục ký á. Chín. Chục ký không? Không. Chín ký hả? Quyền cá tao ngày hôm qua á. Nhiều quá. Hai lon. Giờ hai anh kéo cá lên cho chú anh chị. Con này lớn nhất là 15 ký á. 15-16 ký á. Dạ giờ ghê tới bến rồi của chú anh chị. 2:49. À, nhận hàng.
Hàng ai nấy nhận. Hàng á, hàng đây á. Thao, đưa có tiền nấu quê, có tiền nấu quê không? Có tiền nấu quê của chú anh chị. Chầu quê lớn mà, quê hàng tháng 6 triệu, 6 triệu không? Đã vô nhận hàng luôn. Mang cái anh mặc tái nha. Để mấy con dọp lớn lớn lại chiên ăn tiếp nha. Con nhận dọp ngon ghê, ó có con đó. Gì nữa kìa. Ó nằm ngửa ngửa nè. Con này. Ó. Ngủ quá đã luôn. Bự quá. Bạch tuột nữa. Đó, ba con. Trong đó ăn cơm nữa. Ồ, bốn con ăn vô đà. Dạ. Tuột cỡ đó à. Ăn không? Cho ăn này. Ăn không? Luộc ăn không? Tuột này. Một con ăn không? À, cho ông á. Cho ông nhậu ơi. Được con mạch tuột cho ông dưỡng của chú anh chị, cho ông nhậu ơi. Anh cắp, cắp bự à. Rồi, sâu khứ theo chủ đi, ra căn cá, chừng ta lấy cá, đi, mau. Đi mau, để ta lấy cá hết giờ. Lỗ luôn à. Bây giờ 55 ngàn bà xô là khỏi ai nói cho bố mà căng đi mới tính lần này bố nghỉ không? Bố là nào? Bà cáp không nhận luôn á, lắm. Bố là bà nào? Bà báo cáp không mua luôn á. Bà bố là máu của bà. Đây lớn lên. Không mua là tay lớn à. Ờ, cái máu làm chả lụm nó làm chả đi. Đổ ra. Đổ chưa? Muốn nó thông cái bả vô từ tấm còn cái túi. Bị thế này, bị sau lưng thế này. Bị thế này. À bị á. Đó ai cho căng 17 ngàn, chạy đi. Không biết chỗ không? Chỗ mua cá câu á. Chỗ không mà một bữa nó mua. Chỗ mấy bữa ra. Có lửa, ít lửa không? Có rồi, ra. Có rồi, ta còn ta. Để lẹ luôn xuống lẹ. Thôi lạnh nữa. Thì cho bán lẹ nữa luôn đi. Không có cho. Có ai. Ủa đúng ký đúng cần cho vậy. Cho bả luôn để 10 ký chặt đi vô luôn à. Rồi kia vô luôn. Cái lù bỏ đâu 45 hả? 40 vô 45. À 40 lộn. 40 xịt ỉa luôn rồi. Nã ông ngõ hả? Cái giọt ngon quá tao. À cái giọt mày béo ép luôn hả? Cái giọt này mà tự cổ mà. Lên ba kim tao luôn. Kim cá nhiều béo được. Để lên đây, để lên. Cái gì hết trơn. Đúng luôn. Bỏ đi bỏ ra. Cái nó không có sao. Là 4 nữa. Bỏ đi. Mình cá nó bự quá là bỏ bé. Mấy năm mà 4 mà có ngừng làm năm nay 4 ngừng căng là biết rồi. Bỏ lên. Cho mấy mua con cá bự đó là mấy cái lỡ thật lớn á. Cái cá bự bự. Lửa nước à. Bự quá là phải giật cái kia ra lửa lại. Còn cái lỗ tao là ơ. Vậy thôi, như vô quần áo vậy. Cho 2 ký nữa lo chèm mà chi. Cái lớn á. À giờ tao cái phiên cái lỗ này. Rồi bả lên đi tí, rồi quay kim. Rồi 4 cái 7. Yêu à. Dép đi chút coi. Rồi bỏ lên luôn. Để lên tí luôn. 4 cái 7 là lỗ. Con lỡ đó. Cái lỡ hổ mà
Cái sáu. Mấy con mới kêu con ra nó chở. Để lại cho con chở về đổ thùng luôn. Lú. Đổ đây con đó. Rau đổ. 47. Rau 47 nữa. Không, chẳng luôn á. Rau tính tiền. Bữa 6 tâm 10. Rồi đưa cho tao tính ra. Rồi thấu 50 ơi. Nó nãy giờ 1 ký nó đâu căng đâu mà năn nỉ nó căng á. 50 con. Mai lửa là mai căng. 38. Nhiều quá. 75 rưỡi. Cái này nó cũng 8 đi nó cổ chứ làm gì đâu. 75. 750.000. Tí đây cũng đi thành củ đổ chứ củ gì. 77 78. 75. Đâu 755.000 thiếu 5.000 nha. 755. Con thiếu 5.000 nha, lép đưa nha. 755.000. Thiếu bà tiền bà lấy 10.000 thiếu bà 85.000. Rồi Hùng. 767. 75. 67. Thôi 77 hay thấu 30 đi. Món nó đưa 600 để thấu 30. Ừ lộn. Đây. Chú nhận khôn quá. Thấu lại nhiêu đó có lộn tiền mất tiền chị không? 700 là gì tớ? 700 đây, 700 mấy lận? 700 sao? Hết chưa? 800 lận, 800 nè, để mất tiền chị vô chứ. Rồi là thấu lại 30. Dì Hùng có chừng chập 500 ngàn nó đáy kìa. Dì Hùng đang rung, Để dì Hùng bình tĩnh. Mấy chú mất tiền chị nữa không? Từ từ nha, không có sao nha. À thiếu 50 ngàn nè. Rồi xong. Rồi tớ lượt ai? Bầu chưa kêu bầu xuống lấy hả? Bầu nó chứ. Mình lo nghe ai cái mặt lấy đi. Điện bầu sao? Lên. Điện bầu nó dẫn á. Sen. 1 triệu 55 ngàn. 500. 1 triệu 55 ngàn. Tháo lại 45 ngàn. 45 ngàn. Đưa 385 ngàn ấy. 500 như vậy. Rồi bữa nay bao tiền ghê nha. Bên đây bao tiền ghê. Nhờ bà nói á. Bao tiền ghê mạnh. Đi chung ơi. Rồi vậy là xong. Có lượt bí là 888. Dạ để con tính cho 8 cho. Con tính lấy con cầm con chút bạn. Con bí là 888 cầm con nha. 8. 80.000 đúng không? Rồi. 888. Rồi vậy là xong. Rồi đưa con. Rồi vậy là xong cả nhà. Rồi ghi vô tay cho 8 không? Hay vô nhà con tính lại cho 8 cho. Đây. Giờ rẫu đi vô cả nhà. Giữ lại tiền còn dư mấy triệu luôn. Vậy là thôi biết tạm dừng video. Còn bầu nữa. Còn bầu nó bầu 850 mấy ngàn nữa. Thì thôi biết tạm dừng video. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn cả nhà để luôn theo dõi ủng hộ video trên ột. Giờ bí bye bye cô chú anh chị, hẹn cô chú anh chị lại video sau nha.